Ok, hello anh em nha. Thì cái video trước là mình đang quay tới cái tạo cái bảng cho thằng Carbon này. Thì mới tạo cái model cho nó đúng không? Thì cái video này thì mình sẽ bắt đầu làm viết cái CRUD cho nó nha. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái file trong cái folder controller này. Mình sẽ tạo một cái Carbon này. .js. Rồi thì thằng này mình sẽ làm CRUD cho nó thôi. Đầu tiên là mình cũng sẽ copy một cái hàm cho nhanh nha, copy qua cho nhanh. Rồi trong này mình sẽ là import cái thằng gọi là carbon này. Mình sẽ là carbon câu carbon. Rồi cái thằng này thì mình sẽ là sửa lại cái chỗ import là carbon này. Tiếp theo là cái hàm này là cái hàm create new carbon đúng không? Rồi khi mà tạo carbon thì mình sẽ coi bên này mình sẽ có những cái trường nào. Đầu tiên là phải có discount này, có inspire và có name đúng không? Ok, dưới đây thì mình sẽ làm module này, module đi chấm gọi là inspire, module chấm export mình sẽ là create new carbon nhé. Export cái hàm này ra. Sau đó thì trong này mình sẽ check đầu tiên là name này, thứ hai là discount này, thứ ba là expire này, expiry nhá. Mình sẽ check ba thằng này, name này, ok. Check ba thằng này, nếu không có một trong ba thằng này thì mình sẽ ném ra cái lỗi là missing boost. Còn nếu mà nó đã có ba cái trường này thì bắt đầu mình sẽ chạy vào cái carbon này. Sau đó mình sẽ là create này, create new web.body. Chỗ này mình sẽ sửa lại là new carbon đúng không? Canvas rồi, ok. Cái này như cũ nha, cái logic này nó như cũ, nó chả có gì đâu. Xong là mình sẽ vào folder root này, mình sẽ tạo một cái file cho nó carbon này chấm dễ thôi. Trong này mình cũng tương tự ha, mình cũng sẽ là ok, trong này mình sẽ là close order này đó, mình chỉ cần để lại hai cái thằng này thôi. Mình sẽ lấy thằng block này copy đó, làm chân C này, chân V ha. Khi mà copy rồi thì mình sẽ sửa lại một tí cái middleware này, giữ lại này. Cái controller này thì mình sẽ lấy từ cái folder controller, mình sẽ lấy file carbon này. Sau đó mình sẽ viết từng cái method. Đầu tiên là row này chấm, mình sẽ là method post tại vì mình tạo mới mà. Đó, sau đó mình sẽ chọn tới cái thằng khi mà tạo carbon thì mình sẽ cần middleware đúng không? Thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ cho nó chạy vào cái verify token trước, sau đó sẽ là check xem nó có phải là admin hay không. Sau đó là mình sẽ chạy mới gọi tới cái hàm hàm controller của mình sẽ là gì, control này, mình sẽ chấm new carbon này. Rồi như này là mình đã định nghĩa được cái link đầu tiên. Sau đó mình sẽ liên kết cái link carbon này với cái file, với cái thằng app của mình, thằng app server của mình, bằng cách là mình sẽ chọn nó vào trong cái hàm init init root này. Chỗ này là mình sẽ là import vào là gì, carbon đúng không? Rồi trong này mình cũng sẽ là copy ra, mình sẽ sửa link lại carbon vậy thôi, lưu lại. Rồi bây giờ mình có thể tra Postman và test được cái một một cái new đúng không? Nó sẽ giống, mình sẽ tạo một cái folder mới, folder nó có tên là gì, carbon đúng không? Ok, thì trong cái folder này á mình sẽ là tạo một cái new request, đặt tên cho nó sẽ là gì, create này, new carbon, method sẽ là method bot. Mình sẽ sửa cái môi trường sẽ là cho cái con cửa hàng tử nha. Sau đó mình sẽ là lấy cái biến BLL và chọt tới cái hàng là carbon này.
Đó, mình sẽ gọi thằng này coi thử nó ra cái gì. Đầu tiên sẽ là miss token thôi. Rồi, nó sẽ bị miss cái token. Sau đó mình sẽ chọn vô, mình sẽ lấy token. Token này nó sẽ bị fail. Thì mình sẽ login. Login lấy cái login nha. Ok, mình đã có cái token của cái đồ admin này. Control C, sau đó mình sẽ qua đây, mình dán cái asset token này vào đây. Đó thì lúc này nó sẽ chạy tới cái machine input, tức là nó đã chạy vô cái hàm controller của mình rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là sẽ truyền những cái trường mà machine cho nó. Đầu tiên sẽ là cái name của discount, mình sẽ để là holiday nha. Holiday á, mình sẽ viết tắt là holiday này. Sau đó là discount. Discount mình sẽ cho cái mã giá này là 10% và cái expire này. Expiry. Cái expiry này thì mình sẽ là để ngày là mình sẽ qua đây, mình sẽ copy cái này này nhá. Mình sẽ để kiểu này này. Là trên C. Expiry còn trên V. Và mình sẽ sửa lại là thầy thành ngay là ngày 3 tháng 4 đúng không? Thì mình chỗ này mình sẽ để là ngày thì ngày 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 4 tháng 3. Trong này mình sẽ để là hết hạn sẽ là ngày ngày 5 tháng 3 nha, mình chỉ để một ngày thôi. Từ để mình check xem là case by của mình đang để cái kiểu gì á. Cái model model carbon này mình đang để là dạng date à. Bây giờ anh em sửa lại cho mình nha. Cái chỗ này mình không để là date đâu, mình sẽ để là dạng number đi cho nó dễ nha. Và default require thôi. Mình sẽ để luôn cái require đi, ok. Và khi mà chạy vô cái thằng tạo này thì mình sẽ sửa lại một tí. Mình sẽ sửa lại, đó là mình sẽ là rã à, mình sẽ dùng sprint cho cái thằng React.body này. Sau đó là mình sẽ sửa cái expire ra lại. Expire này thì mình sẽ lấy cái expire này này. Đầu tiên nha, mình sẽ lấy cái date chấm nào đi. Date chấm nào, tức là mình sẽ lấy ngay cái thời điểm mà tạo cái carbon đó. Mình sẽ cộng thêm cho cái thời gian mà thằng expire này nó truyền vô, giả sử nó truyền vô là 2, tức là nó muốn cái hạn sử dụng của cái thằng này là 2 ngày, thì mình sẽ lấy 2 này, tức là 2 đó sẽ là cái expire của mình này. Đó, mình sẽ nhân cho 2 ngày đúng không, 2 nhân cho 24 này. Sau đó sẽ nhân cho lấy ra gì vậy, nhân cho 60 này, 60 phút này, nhân cho 60 giây này, sẽ nhân tiếp cho 1000 ra mili giây nha. Đó, chỗ này mình sẽ để dấu cộng này để convert nó qua cũng được. Rồi lưu lại. Thì cái expire này của mình sẽ lưu cái ngày, sẽ lưu cái ngày hết hạn nha. Bây giờ sẽ test thế nào. Nếu anh em dùng Sprint này thì nó đã lấy được cái name discount expire đúng không? Và cái expire mình sẽ bị gán lại bởi cái này đúng không? Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ ra đây mình test. Thì thay vì mình để cái kiểu thời gian như này. Chỗ này mình vẫn để là dạng date chứ nhỉ. Chỗ này vẫn là dạng date ha. Ngoài dạng date, mình truyền vô number nhưng mà lúc này mình đã xác nó thành một cái dạng date rồi này. Rồi, bây giờ này mình vẫn send nha. Coi thử nó có được hay không. Chỗ này nó bị fail tại vì nó là NN này, chứng tỏ chỗ này mình quên truyền, đó mình truyền số 2 coi nào. Hôm nay là ngày ngày 4 đúng không? Mình sẽ xem này, nếu mà nó ok á, thì nó phải ra cái spa sẽ là ngày 6 đây. Đây ha, nó sẽ ra ngày 6 này. Đó. Vậy là mình đã xong cái gọi là tạo đúng không? Và cái chỗ này anh sẽ thấy là nó không có tự động uppercase này, là chứng tỏ cái model chỗ này mình sẽ quên cái uppercase rồi. Chỗ này em để cho mình là gì? Upper case.
tức là nó sẽ là viết hoa cái thằng này lên nha. Su lại. Rồi bây giờ mình sẽ vô thằng này, mình reload lại data để lấy cái bảng carbon này. Rồi có một cái bảng carbon, mình sẽ vô đây mình xóa cái ông này. Rồi bây giờ nó đã trống rồi, vô đây mình sẽ check lại xem nè. Đó thì cái name của mình nó sẽ mặc định là viết hoa lên nha, discount là 10 này. Rồi có ngày sử dụng, bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái coupon nữa, test đi, mình sẽ gọi là test bình thường thôi, nó tự nãy mà discount mình sẽ giảm tới 20% đi, 21%, và ngày sử dụng mình sẽ để là 7 ngày xem. Rồi khi đó là nó sẽ có là ngày 11 này, được chưa, và cái coupon này. Rồi mình đã có hai cái coupon lưu lại. Bây giờ tiếp theo mình sẽ viết một cái hàm C đúng không, mình tới R. R là read đúng không, là read, reader là đọc, tức là mình sẽ dùng get đúng không. Chỗ này mình sẽ là get carbon này, get carbon, export nó ra. Rồi sau đó mình sẽ hàm get này thì đơn giản chỉ là gì, không cần check ha, chạy vô và gọi tới cái hàm file thôi, hàm file, và chỗ này mình sẽ select ra nha anh em, mình sẽ select, mình sẽ lấy những cái trường, ví dụ như là mình sẽ lấy ID, mình sẽ lấy name, mình sẽ lấy discount, thì mình sẽ bỏ hai trường thôi, mình sẽ trừ credit add và trừ cái update tịch add. Rồi còn lại chỗ này mình sẽ sửa là coupon này. Rồi chỗ này mình sẽ sửa lại là cannot get coupon, lưu lại. Rồi xong đúng không, bây giờ mình sẽ qua bên fruit này, mình sẽ tạo cho nó một cái method là get, và thằng get này mình không cần đâu, method get thì mình không cần check nữa đúng không. Chỗ này mình sẽ là get coupon này, lưu lại. Rồi chỗ này thì mình sẽ là ra ngoài kia mình check nha. Ok, chỗ này mình sẽ tạo thêm một cái request, add request này. Trong này mình sẽ để là get coupon, và cái chỗ này mình sẽ để là get payroll này, sẽ là coupon này. Rồi trong này header cái này không cần đúng không, không cần gì cả, mình chỉ cần đơn giản là send cái get thôi, rồi mình lại sẽ lấy được nha. Rồi ổn, lưu lại. Tiếp theo mình sẽ cần cái method là update, update đúng không, mình sẽ copy cái thằng create này chèo đây về, cái này thì mình làm nhiều lần rồi, chỗ này mình sẽ gọi là update thôi, coupon. Rồi cạnh trên C, cạnh trên V. Trong này mình sẽ check, đầu tiên là mình sẽ không check cái thằng này, mà mình sẽ lấy cái param ra đúng không, mình sẽ là constructor này, mình sẽ lấy thằng này sẽ là CID đúng không, coupon ID này, mình sẽ lấy từ cái request chấm param chứ còn gì nữa. Rồi và mình sẽ check, đầu tiên là mình sẽ không có check cái thằng này, mình sẽ check xem là cái request chấm body nó gửi lên có gửi lên cái gì không thôi, object chấm key thôi. Đó mình sẽ bỏ vào là request chấm body thôi, mình sẽ check xem thằng này nó có gửi lên cái gì không thôi, nếu không gửi lên cái gì thì mình sẽ không cần phải chọn cho DB làm gì, chấm len lớn hơn không, nếu mà cái len này thì bằng không, chứ bằng không thì mình sẽ throw error, còn nếu không thì mình sẽ gọi tới cái hàm là file by id and update và mình sẽ gõ cái id vào thôi, file update đầu tiên sẽ là cid, cid
Sau đó sẽ là request.body, cái data cần được cần update. Sau đó sẽ là new là true để lấy cái dữ liệu mới. Rồi, trong này mình sẽ sửa lại là gì? Update thôi. Update carbon này, chỗ này mình sẽ true or false, chỗ này mình sẽ sửa lại là cannot update carbon này. Rồi, lưu lại. Await này, carbon này, file by ID update. Sau đó là mình sẽ vô đây mình định nghĩa ra cho nó. Method sẽ là boot, hàm sẽ là update. Lưu lại. Rồi, bắt đầu mình sẽ test. Đầu tiên là mình sẽ lấy cái ID của thằng này. Sau đó là mình sẽ là tạo một cái new request này. Chỗ này mình sẽ để là update đi. Carbon. Method sẽ là boot. Lên là byol carbon. Thêm cái param vào là cái ID của cái thằng mà mình muốn sửa. Sau đó là mình sẽ cần cái bearer token. Cái này mình giả sử mình không có truyền cái body thì nó sẽ báo missing input này. Cái chỗ này nó sẽ báo, nó báo cái này không not found, tức là thằng này chưa được định nghĩa, đúng không? Thì chỗ này này mình quên định nghĩa là mình quên định nghĩa cái share ID này nè. Lưu lại. Rồi, bây giờ ra đây thì mình sẽ làm missing input. Đấy, tức là mình không có gửi lên cái request body này. Thì bây giờ mình muốn sửa là sửa cái hạng, đúng không? Anh em sang cái bên này này, cái thằng ID này nó đang gọi là hạng nó là tới ngày 6, đúng không? Thì bây giờ mình muốn sửa hạng nó, gia hạn cho nó, hoặc là muốn thêm hạng cho nó, thì chỗ này mình sẽ để là expire này, expiry. Expiry chỗ này mình sẽ để là 30 đi. Thì lúc này em sẽ để ý nó sẽ qua tháng đây tháng 3 đúng không, nó sẽ qua tháng 4 này. Nó kêu là cái ông này, đúng rồi, tại vì mình đang là để số mà. Thì qua đây này mình cũng phải copy cái ông này nha. Chỗ này mình sẽ phải handle thêm một tí. Mình sẽ if này, nếu mà có request.body chấm expire thì mình sẽ, đầu tiên mình sẽ con này data. Rồi, chỗ này mình sẽ như thế này, nếu mà có thì mình sẽ là request chấm body chấm expire. Mình sẽ gán nó bằng cái, bằng cái này luôn, date chấm now và như thế này. Đó, được chưa? Lưu lại. Rồi, bây giờ mình sẽ thử send lại nào. Nó kêu là expire not defined. Là cái expire này nó define này, thì cái expire này mình cũng sẽ là bỏ là request.body này. Chấm expire. Nhân với lại cái cục đó, lưu lại. Rồi, bây giờ mình sẽ send nè. Rồi, lúc này em sẽ thấy là nó sẽ qua ngày 3 tháng 4 nè, được chưa? Là đúng một tháng cho mình. Bây giờ giả sử mình không có sửa expire mà mình muốn sửa cả expire và cả cái name luôn. Bây giờ này là holy đúng không? Mình sẽ sửa là festy đi. Festy. Vô. Cái này mình sẽ sửa lại thành 3 ngày thôi. Xem. Đó, em sẽ thấy cái name nó đổi này và thằng này nó sẽ còn lại 7 ngày này. Rồi, xong cái update nha. Cuối cùng là làm cái delete cho nó thôi là xong. Thì cái này cũng dễ mà, không làm nhiều rồi riết là mình sẽ quen thôi. Rồi, chỗ này mình sẽ viết cái thằng delete nha. Delete này và Ctrl C, Ctrl V, paste nó vào. Sau đó là vẫn cần cái ID để xóa nha. Th-
Thằng này không cần check, thằng này cũng không cần check. Thằng này sẽ là file by id and delete và gửi cái cd vào là xong. Rồi, chỗ này mình sẽ sửa lại là deleted thôi. Deleted coupon. Chỗ này mình sẽ là cannot delete, nếu mà có lỗi thì mình sẽ bắn cái message như này vào. Rồi, vậy là xong. Qua bên đây định nghĩa lại cái thằng này thôi. Method là delete thôi. Thằng này sẽ là cái controller sẽ là delete coupon thôi. Xong. Bây giờ ra ngoài đây copy cái thằng ID này, mình muốn xóa cái thằng festival này. Add new cái request. Delete coupon. Trong này sẽ xuống cái method là delete byolr coupon thằng này luôn. Bây giờ mình sẽ send luôn cho nó xóa nè. Mình quên gửi cái bearer token này. Rồi, xóa. Xong, mình đã xóa rồi. Thì qua đây để chắc chắn thì mình sẽ, nó đang hai đúng không? Mình sẽ check nó sẽ mất cái festival đi, nó còn mỗi cái test thôi. Xong. Ok, thì bây giờ mình cũng gọi là đã xong cái coupon rồi. Thì tiếp theo á, mình sẽ cần viết cho cái thằng một vài hàm nữa, giống như là thằng user này. Thằng user này mình để xem nào. Cái bảng user á, mình sẽ check xem còn thằng nào chưa viết. Đầu tiên là cái address này, mình chưa viết cái bảng address này. Thứ hai nữa là cái block này, là mình chưa viết cái trường này. Cái card này cũng chưa viết này. Những cái còn lại là viết rồi hết đúng không? Đó, mình sẽ còn cái API để mà add vào giỏ hàng và lấy giỏ hàng này. Một cái API để mà khóa tài khoản người dùng như là mở khóa này. Bên product này còn gì nữa. Ok, tạo cho mình thêm một cái bảng gọi là order ha. Bảng bill cũng được. Tức là cái bảng này sẽ lưu những cái giá trị mà khi mà người dùng mua hàng nha. Thì để lưu cái bill này thì mình sẽ là viết luôn cái trường cần cho thằng bill này nha. MongoDB. MongoDB. Gom. Sau đó là mình sẽ sửa cái thằng này sẽ là order hoặc là bill đi. Sửa là tên bill này có hợp lý hơn á. Bằng bill thôi, để order cũng được. Chỗ này mình sẽ sửa lại thành là gì? Order schema. Chỗ này mình sẽ để là order. Rồi thì order nó có những cái trường nào. Đầu tiên là mình sẽ cần là product. Một cái mảng lưu những cái thông số của những sản phẩm mà người dùng mua đúng không? Những thông số mà người dùng mua. Đầu tiên là một object. Trong này sẽ có những cái thông tin gì? Đầu tiên phải là cái ID của cái sản phẩm đúng không? Đầu tiên sẽ là product. Thằng này sẽ có type là ID của cái bảng product .object.id và mình sẽ ref tới cái bảng product thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ cần gì nhỉ? Count sẽ là type, sẽ là number. Mình sẽ cần số lượng của sản phẩm, tức là người ta mua sản phẩm này với số lượng bao nhiêu. Tiếp theo sẽ là cái color, tức là mua cái variant nào. Sẽ string thôi. Rồi còn gì nữa? Tiếp theo là trong này mình sẽ lưu gọi là cái status của cái đơn hàng này, nó là status kiểu gì. Thì cái style của nó sẽ là string và thằng này nó sẽ là có gọi là default. Mình sẽ để là pending nha, tức là đang đợi, đang trong trạng thái xử lý hay để processing cũng được. Hay mình sẽ để là processing đi, tức là đang trong quá trình
Đó, còn mình sẽ để nó sẽ làm thuộc những cái giá trị sau đây thôi. Enum của nó sẽ đầu tiên một á, là fail, hoặc là mình sẽ để là can cancel it, tức là cái đơn hàng này bị hủy. Thứ hai là processing, là cái đơn hàng này đang xử lý. Thứ ba là gì? Success, là đã thành công. Đó, nó có ba trạng thái cho một cái đơn hàng ha, cho nó nhanh. Status. Để xem nha, mình có nên để thêm cái gọi là cái này, mình sẽ để mặc định là thanh toán khi nhận hàng nha, chứ mình không làm cái thanh toán online. Thì nếu anh em nào muốn tìm hiểu làm luôn cái thanh toán bằng thẻ online á, thì anh em có thể tham khảo cái thư viện này. Đây, mình sẽ chỉ cho anh em cái thư viện này, anh em tự đọc đốc mà làm nhé. MVM này, strip. Đây, thằng này sẽ giúp anh em có thể, nó sẽ có hướng dẫn nhiều lắm trên mạng ạ. Em muốn làm về cái thanh toán online rồi thì sẽ học cái thư viện này. Đây, nó sẽ gọi là cung cấp cái điều kiện, những cái môi trường, cung cấp những cái truy cập tiện ích này. Viết về server side JavaScript for collection and payment information này. Này, sử dụng để mà thu thập dữ liệu, thu thập người dùng này, và thu thập khách hàng và gì, thông tin thanh toán trên browser này, sử dụng chip GPS này. Đó, anh em muốn sử dụng này lên đây nha. Đó, payment này, payment element này, này nọ này. Khá là hay ho ha. Còn cái này mình sẽ mặc định là để gọi là để cho dễ, thì mình sẽ để mặc định là cái gì thanh toán khi nhận hàng ha. Rồi status mình sẽ để như này. Tiếp theo mình sẽ để cái gọi là payment đó. Payment mình sẽ thường đặt là in tin, tức là cái ý định thanh toán. Sẽ để một cái object rộng thôi. Đó. Tiếp theo mình sẽ để gọi là order by. Order by tức là được thanh toán bởi ai. Thì cái này thì mình sẽ là map qua các bạn user thôi. Mongo này, chấm type. Chấm gọi là object ID này. Chỗ này mình sẽ wrap qua cái bảng user này. Ok. Được rồi. Mình đã định nghĩa xong cái bảng order này, product này, coupon này. Bây giờ mình sẽ mình sẽ định chuẩn bị làm cho anh em cái gọi là API để upload ảnh cho thằng product với lại thằng blog nha. Thì anh em để ý này, cái bản product của mình nó sẽ có một cái trường mình chưa sử dụng, đến là cái trường image này. Nó có một cái type là array này. Đó, nó type là array nha. Anh em có thể để là default là một cái mảng rỗng cũng được, hoặc không mà để như này cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ làm config để mà viết cái load ảnh nha. Mà trước khi load ảnh á, thì mình đang gọi là có một vài cái option để mà code cái giao diện của cái thằng FE á. Thì đây mình có search những cái giao diện đây. Digital work này. Đây. Đây là cái giao diện mà mình định code cho cái thằng con này, của con dự án này của mình đó. Giao diện nó sẽ như thế này. Đầu tiên mình sẽ vô là trang chủ nha.
Đây, cái giao diện của trang chủ của mình sẽ như thế này. Mình sẽ là định code lại con này. Đó, mình sẽ làm giao diện y chang như con này. Đó, nhìn nó cũng khá là xịn đúng không? Đó, nó có boost này. Đó, nó vẫn có, nó cũng có boost giống mình này. Đó, khi mà bấm vào boost thì nó vẫn hiện ra những cái bài boost. Ok chưa? Đó, nó sẽ có trang chủ này, có search, có filter, có wishlist này, có giỏ hàng này, trong này này. Đó, như mình bấm vô detail một cái sản phẩm thì nó sẽ ra detail này. Đó, nói chung là nó cũng có đầy đủ cho một cái trang gọi là e-commerce ha, thương mại điện tử cơ bản này, đầy đủ nha. Thì mình sẽ làm theo con này. Đó, còn có một cái giao diện nữa đây, thì mình bấm vào cái giao diện số 7 ha, nó sẽ có một cái giao diện khác là cái giao diện này. Đây nó còn có cái giao diện này, thì mình thấy giao diện trước nó hợp lý hơn, giao diện này để tham khảo thôi. Đó, mình chỉ cho anh em này, anh em vào trong, nếu anh em muốn tìm những cái template của e-commerce mà để clone lại hay là để bắt chước á, kiểu mà thiếu ý tưởng mà viết về cái giao diện á, thì cứ vào trong cái shop My Shopify này, vào đây nha, xong rồi tìm ha, nó có rất là nhiều. Ok nha, thì tóm lại là mình sẽ làm cái giao diện số mấy nha. Đây là giao diện số 2, mình sẽ làm cái giao diện số 2 nha, là cái home trang này. Đó, số 2. Đó, mình sẽ làm cái màu này nha, thấy cái này hợp lý. Ok, anh em có thể vào đây để mà xem ha. Mình sẽ làm cái thằng này. Ok, thì tiếp theo là để tải ảnh á, lưu ảnh á, thì mình dùng cái cloud, đó là Cloudinary nha. Anh em nào mà chưa có tài khoản thì lên đăng nhập thôi, lên tạo tài khoản thôi. Đây, anh em vào cái Cloudinary, gõ Cloudinary là nó lên thôi. Vào đây đăng nhập nha. Đăng nhập bằng tài khoản mới cũng được, hoặc là bằng cái dung đường, miễn là đăng nhập vào được thôi. Mình đã có tài khoản rồi, mình login vào. Thì khi mà login vào á, anh em sẽ thấy đầu tiên mình sẽ có những cái trường như thế này. Đầu tiên vô đây sẽ là cái giao diện mà lưu hình ảnh của mọi người nha. Giao diện lưu hình ảnh của mọi người. Rồi, thì trong này anh em sẽ, nếu muốn tạo những cái folder này, cái folder mà anh em muốn lưu này, lưu ảnh. Đấy, như này. Thì khi mà vào á, mình sẽ set up, anh em bấm vào cái dashboard này. Bấm vào cái dashboard, được chưa? Cái dashboard của nó, và anh em sẽ thấy đầu tiên là cái name này, cloud name của mình. Thứ hai là cái API key này, và thứ ba là cái API secret này. Anh em sẽ có ba thông tin của thằng này để cần thiết để mà có thể up ảnh được lên Cloudinary nha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ là viết tiếp theo là anh em bấm vào đây tìm cho mình cái gọi là gì, sao nhỉ, cloud này, đi này, nari, anh em gọi cho mình giống mình nha. Muller này, Muiter này, Vipo này, Viplo này, đúng không ta? Đây, khi mà anh em gọi giống mình đó, thì nó sẽ ra cái trang đầu tiên là tích hợp Cloud Server to cho image upload này, trong Node.js này. Click vào đây, click vào xong kéo xuống, anh em sẽ kéo, không cần đọc cũng được, kéo xuống đây và tải cho mình những cái thư viện sau đây. Đầu tiên á là đây, anh em sẽ là làm theo như nó nha. Trong cái file env của anh em á, có thằng này, bỏ vào file .env. Đây là những cái tên mà thông tin để liên kết với lại Cloudinary thôi. Trong này, anh em vào đây, bắt vào đây nha. Ctrl C này, này Ctrl V. Đó, anh em sẽ có ba thằng này. Tiếp theo á là
tại thư viện này, tại ba thư viện này, mở thêm một cái terminal CD vô, nhớ là phải CD vô server nha, chứ không là anh em đang tải ở file ngoài đó. Rồi nháy phải chuột enter và nó tải thôi. Ok, đợi cho nó tải nha anh em. Tải gần xong thì mình sẽ viết. Anh em có thể vào đây, vào cái trang này mà đọc cách mà nó hướng dẫn để mà config nha. Còn không á thì các bạn viết theo mình cũng được. Thì mình cũng thường chạy vào đây để mà copy cho nhanh thôi. Mình cũng chả nhớ cái code này đâu. Đó. Mình sẽ tạo một cái file clonary thôi, mình sẽ bắt cái thằng này vào thôi. Bắt cái file config này vào này. Rồi, mình chỉ cần như đây thôi, mình chỉ cần cái config này thôi. Để xem thử nó tải xong chưa. Em đợi xí nha. Và trong khi chờ nó tải á thì mình sẽ pass những cái thông tin của clonery của mình vào đây. Đó thì anh em nên cứ pass của anh em vào đó nha. Ok, sau khi pass xong những cái thông tin clonery của anh em á trong cái file đó vi rồi á thì thằng này cũng tải xong rồi. Bây giờ mình sẽ copy này sau đúng không? Mình sẽ clone này. Trong cái folder config này có một cái file connect với lại DB, anh em tạo thêm cho mình một cái file đặt tên nó sẽ là cloud này. D này. Nari chấm gọi là config.js nha. Rồi, trong này á thì anh em ra ngoài cái thằng này. Cho nhanh thì anh em sẽ ra thằng này. Và đi copy thằng này nha, copy nó. Và paste vào đây cho nhanh. Còn không thì anh em cứ tự gõ từng chữ ha. Rồi, đại khái mình đã tải những cái thư viện này rồi. Cái Muller này là anh em tự tìm hiểu nha. Nó liên quan tới việc upload file á. Lưu file và upload file này. Còn cái thằng này là cái thằng mà mình có thể, nó có thể giúp mình có thể lấy ảnh từ cái client gửi lên bằng cái thằng Muller, sau đó sẽ chọt lên cái thằng client để lưu ảnh nha. Rồi, trong này mình sẽ bắt đầu config nha. Cái ba cái đằng này là mình đã bỏ ở trong cái đối env nãy rồi, giữ nguyên. Mình sẽ tạo một cái storage, một cái nơi để lưu clonery. Đầu tiên là cái storage của mình sẽ là clonery này, là cái thằng này nè. Cái thứ hai sẽ là cái allow format, tức là cái mình sẽ chỉ lưu ảnh thôi, đuôi jpeg với lại đuôi png thôi. Cái thứ ba là cái file name này mình em không cần đâu, không cần cái này. Mình anh em thêm cho mình một cái trường, tức là mình sẽ lưu vào cái folder mà mình muốn nha. Mình sẽ để là param này. Sau đó mình sẽ cho nó một cái folder. Folder, mình sẽ ghi tên cái folder mình muốn lưu vào, mình sẽ ghi là gì? Cửa hàng điện tử, tức là mình sẽ lưu vào cái folder tên là cửa hàng điện tử này, lưu lại. Xong, mình đã xong một cái file config. Và lên cái clonery, bấm vào cái media library này. Sau đó anh em sẽ tạo cho mình một cái folder, bấm vào đây, create new folder, đặt tên cho nó là đúng cái tên mình định nghĩa ở dưới kia. Hẹn tử xếp lại. Nếu mà anh em không có config cái param folder thì nó sẽ lưu ở trang home này luôn nè. Đó, lưu những cái ảnh giống như này nè. Còn nếu mà anh config nó lưu vào những cái thư mục riêng thì nó sẽ dễ quản lý hơn. Đó, vào cái thư mục cửa hàng tử này sẽ không có gì cả đúng không? Rồi, vào đây bắt đầu mình sẽ bắt đầu đi viết API upload ảnh cho cái thằng sản phẩm nha. Đầu tiên là anh em vào lại cho mình cái thằng product này. Đầu tiên là nó là image là array đúng không? Đâu rồi? Cái image của thằng này đâu rồi? Rồi, image là array ở đây. Tiếp theo là mình đang cần cái controller của cái thằng product. Ok, mình sẽ kéo xuống dưới nha. Và mình sẽ viết một cái hàm, định nghĩa một cái hàm gọi là upload này, image này, product này. Ok, một cái hàm mà viết theo cái async handler này. Trong này mình sẽ để hàm vào đây.
Rồi tương tự mình cũng sẽ Ctrl C Ctrl V thằng này, export nó ra. Thằng này mình sẽ là scene này, trong này mình sẽ có gọi là gì, request và response này. Rồi trong này mình sẽ đầu tiên á là mình sẽ return này, mình sẽ test trước nha, có thử là cứ upload được ảnh lên không cái đã. Mình sẽ return.json này, viết một cái chuỗi gọi là ok thôi. Đó sau đó là mình sẽ bắt đầu log console log, mình sẽ log cái gọi là request.file nha. Cái thư mục này khi nào cái tại sao cái request của mình lại có cái key là file, khi mà mình trước khi mình vào cái hàm này á thì mình đã cho nó chạy qua cái hàm cho nó chạy qua cái thằng hàm này, cái hàm up ảnh này này, thì khi mà nó up thành công á thì nó sẽ tự động gán cho cái thằng request này này, nó sẽ gán cho cái thằng object request này một cái key nữa, đó là file, và nó sẽ lưu cái thông tin của cái file mình up lên. Còn nếu mà anh em up một lúc nhiều file á thì mình sẽ có gọi là nó sẽ gán một cái key là file có s nha. Đầu tiên mình sẽ kiếm lock cái file này ra, tại mình sẽ là lưu một gửi lên một file trước đã, một file ảnh trước đã. Thì khi anh em gõ vào cái thằng gọi là npm Mueller này, Mueller này chạy vào đây đọc doc của nó, thì nó sẽ thấy là nó sẽ có ba cái cách gửi ảnh phổ biến này, ba cái hàm để mà gửi ảnh phổ biến này. Đây đầu tiên là hàm single này, để up một tấm ảnh này, hàm array này để up gọi là nhiều tấm ảnh cho một trường, và cái hàm fill này để up gọi là gì, nhiều trường và mỗi trường sẽ có hoặc một hoặc là nhiều tấm ảnh nha. Đó nó sẽ có ba cái thằng này, thì dùng cho ba trường hợp. Đầu tiên á, nếu anh em chỉ cần up muốn up một cái tấm ảnh cho một cái trường nào đó thôi thì anh em sẽ dùng cái hàm single. Nếu mà anh em muốn tìm một up một cái nhiều cái ảnh cho một cái key, cho một cái trường thôi, thì dùng cái array. Còn nếu anh em muốn up một lúc nhiều cái tấm ảnh cho nhiều cái trường khác nhau thì mình sẽ là dùng cái hàm fill vậy thôi. Và cái hàm array này và cái hàm fill thì mình sẽ thằng coordinary nó sẽ gán cái file có s cho cái thằng request nha, và cái hàm single này nó sẽ gán cái file không s nha. Đó thì khi để như vậy, để như vậy để mình khỏi bị lỗi ha. Rồi cái ảnh của sản phẩm á, thì một sản phẩm có thể có nhiều ảnh đúng không, một sản phẩm có thể có nhiều ảnh này, thì mình có thể up một lúc nhiều ảnh lên cho cái lưu cho một cái trường trường ảnh của sản phẩm thôi, thì lúc này mình sẽ dùng cái gọi là array đúng không, mình gửi nhiều ảnh cho một trường đấy, thì lúc này mình sẽ dùng coi s nha. Thì trước tiên mình sẽ test cái single trước. Đó thì mình sẽ vào cái thằng row này, thằng row của thằng product, sau đó mình sẽ viết một cái API, một cái API là update nha, update ảnh. Rồi một cái API như thế này, thì cái thằng này mình sẽ sửa lại thành là gì, upload thôi, upload image thôi. Rồi upload ảnh, và mình sẽ để cái gọi là ID của cái sản phẩm mà mình muốn upload này, và cái upload này mình phải chạy qua gọi là admin với lại token này. Đó và trước sau khi mà nó đã qua được admin với token á thì mình mới upload ảnh cho nó. Thì chỗ này mình sẽ import cái thằng upload ảnh ở cái thằng file config vào, mình sẽ là upload này, uploader này, và mình sẽ là require vào cái thằng config kia, tại vì trong cái file config kia mình đã gọi là gì, export nó ra rồi, config này chấm coordinary chấm config này. Rồi trong này á, khi mà nó đã có token và có quyền admin thì mình sẽ gọi tới cái hàm upload, và mình sẽ gọi tới cái hàm đầu tiên là mình sẽ check cái hàm single nha. Đây và trong đây mình sẽ bỏ cái key, cái tên của cái key mà mình sẽ mang cái folder file đi á, thì mình sẽ để là image nha, hoặc là anh em đặt tên cái gì em được, avatar cũng được, miễn là lúc anh em gửi á thì cái key của anh em nó trùng với là cái key này thôi. Mình sẽ gửi là cái key, mình sẽ config là image này, để mình gửi lên nó sẽ là một cái file như vậy thôi. Và cái hàm này sẽ là hàm upload image product này, lưu lại.
Rồi nếu mà nó chạy đúng á, nó upload file này nọ thì nó phải terminal của mình này, nó sẽ log ra cái request.file này. Đấy. Bắt đầu mình sẽ test test cái postman này. Rồi, cái coupon này xong đúng không? Mình cũng sẽ clear đi. Mình sẽ close order này. Close order tab, giữ lại cái login thôi. Tiếp theo là mình sẽ vào cái thằng product. Viết cho mình một cái add cho mình một cái request này. Viết một cái hàm gọi là một cái request. Mình sẽ ghi là gì? Upload image product product à, quên rồi chứ, mình quên là cách ra chứ, trong này mình sẽ ghi cách ra được ha. Được rồi, method là boost này, trong này mình sẽ gọi tới payroll này, sau đó là thằng product này. Để mình check xem là cái product thằng này có add hay không có add trong cái thằng gọi là index. Cái thằng product của mình là không add vào đây, vào product. Sau đó mình sẽ gửi thằng là gì, một cái link mới định nghĩa upload image, và tiếp theo là cái PID. Thì muốn lấy cái PID thì mình đầu tiên mình sẽ check cái product này, mình sẽ send nha, mình sẽ get cái product này. Rồi mình sẽ lấy được một mớ cái product như này. Thì đầu tiên mình muốn sửa là muốn sửa cái laptop Samsung này, cái image của nó đây là một cái mảng rỗng này. Mình sẽ sửa cái ID này cho cái thằng upload này, dán vào đây đó, và mình sẽ lấy token là token admin này. Rồi trong cái body này á, để mà gửi được ảnh á, thì anh em không có gửi bằng cái URL encode này đâu, mà anh em phải gửi bằng form data. Thì trong form data này á, mình sẽ có một, mình sẽ định nghĩa cho nó một cái trường gọi là image, nó giống anh em cái trường này là cái trường mà anh em viết tên trong này này, trong này này đó là cái chữ này này, là cái key này này, nên phải biết cái key này gì trang nó. Và sau đó chỗ này này, anh em sẽ thấy cái chữ tag nhỏ nhỏ màu mờ này, sửa lại cho mình là file, tức là chỗ này mình sẽ gửi theo kiểu file và chọn vào đây. Mình sẽ thử gửi cái thumbnail cho cái những cái hình này, mình sẽ gửi video 10 và 12. À, mình đang gửi một video đúng không, single, mình chỉ cần gửi một cái video 11 thôi. Lúc này mình sẽ bấm send coi nó hiện tượng xảy ra nha, send nè. Rồi nó đang đợi gọi là upload ảnh lên trong cái cloud và nó gửi cho mình cái chữ ok này. Đó là trong này thì chỗ này nó sẽ log ra cái request file cho mình là một cái object. Đó, nó có thông tin của cái file mình mới up lên. Đây, cái tên là tên 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 của file là V11 này, đúng chưa? Đó, kiểu là JPEG này, và đây là cái link của file này. Đó, đây là cái link của file. Và khi mà anh em lên Cloudinary á, em reload lại cái thằng này, em sẽ thấy trong này nó không có gì đúng không? Sao nó không? Vậy là nó lưu ở ngoài home rồi, vậy là cái config kia của mình nó chưa đúng. Đây, nó up lên cái chỗ này, nó up lên chỗ này chứ nó không up vô trong này. Là chỗ này của mình nó đang gọi là bị config sai rồi. Đúng là nó phải lưu, nó có lưu nhưng nó có up lên cloud này, và khi anh em bấm vào cái link này á thì nó vẫn ra cái, nó ra được cái đây, nó ra được cái hình này của mình đúng chưa? Đó là cái hình này, là cái link của cái hình mình luôn đó nha. Đó, thì bây giờ mình đang gọi là sửa lại cái bug là sao nó không có lưu được trong cái folder này. Vào trong này, vào lại cái file config này. Folder cửa hàng điện tử này. Để xem nào, mình để check lại nha, tại sao nó là không lưu vào trong này nha. Như này. Để xem thử nó đang upload này. Mình đang check xem là xem nào, nó đang có cái gì đây. Upload mapping folder OLL backup, chả có gì cả, sao nó không vào được nhỉ?
tên đúng mà, điện tử đúng mà, mình sợ là sợ sai tên thôi. Folder trong này mình sẽ sửa lại rồi, điện tử đâu lại. Để xem nha, có thể là mình config sai cái gì đó rồi. 3 RAM, 3 RAM này có S. Folder format xem lại nào. Bây giờ mình sẽ xem lại cái thằng cái thằng V12 đi, để xem lại nào. Rồi, nó vẫn log ra cái file 12 này. Vào trong này mình sẽ reload lại. Nó vẫn không có à. Nó đang gọi là ở file home này rồi. Ok, mình sẽ Google Cloudinary này, Node.js, 3 RAM, folder này, how I can add folder will go not space folder option. Đây, cái này là cái mình đang tìm này, nó không up vô đúng cái folder của mình này. Add V2 folder file convert nó đi file path upload folder. URL file name, đây không phải, cái này không phải. New file folder. Config meter. Different folder đây. Xem nữa, trong này nó sửa như nào. 3 RAM là folder này. Request chấm file này, file name là file một, return return này, and then I need to accept file name một, file name hai. Ok, là một mát mà bỏ ở đây á. Xem nào. Rồi, file set. Từ nha. Mình sẽ sửa cái tên này coi. Sẽ sửa shop, sửa là e-commerce đi, sửa cái tên lại thử xem sao, lưu này, xong rồi lên trên này sẽ tạo một cái folder nào, e-commerce, rồi mình đang tạo một cái gọi là e-commerce này, mình muốn send nó. Xem. Rồi, nó lock ra rồi. Bây giờ mình sẽ relock lại nó. Nó vẫn ra đây à? Đấy, nhầm rồi. Xem nào. Bỏ vào đây à? Mình sẽ thử bỏ thằng này vào trong và thử nó có được không nha. Lỗi à.
Ok, ở đây mình sẽ check lại. Không có à. Em đến tí à. Ok anh em, mình biết có một cái lỗi rồi. Mình đang là mình lên đọc nguyên cái doc của thằng Mueller Storage này. Sau này nó có mình đang có gọi là cái folder này. Đó, anh em có thể gọi là xài folder riêng như này nha. Đó, anh em có thể xài folder riêng như này hoặc là anh em có thể dùng bar RAM folder, thì cái bar RAM này có nghĩa là em sẽ override lại những cái thằng trước đó, tức là những cái thằng anh em viết trong bar RAM này nó sẽ là ưu tiên nhất. Anh em phải ở đây nha, nó sẽ override này. Còn bình thường em chỉ cần ghi folder thôi, mà cái chỗ mình đó lỗi của mình là cái chữ folder này nè, con mở nó làm nãy giờ nó là cái chữ for như này nha. Mình sẽ khi mình ghi luôn cái chữ for đó, mình sẽ lưu là cửa hàng điện tử lại nha. Đó, sẽ lưu lại thằng này nha. Rồi làm nãy giờ mình rồi mò đốc nó, ủa sao không được, thử cả bar RAM và thử cả folder. Rồi bây giờ mình sẽ xem lại cái V12 nha. Rồi nó báo chữ ok, nó lock cái này rồi, thì lên đây mình sẽ check xem cái thằng Clonary này sẽ reload này. Thằng này nó sẽ có cái thằng 12 thôi. Ok, vào đây. Nó không vào à? Cửa hàng điện tử nó không vào này. Chỗ này mình sẽ cho nó chỗ cái bar ra. Nó không tin là nó không vào ạ. À. Không tin là nó không vào luôn á. Folder này, folder nha. Cửa hàng điện tử. Có thử vào không? Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu xem lại nè. Mình sẽ test cái V13 đi. Rồi, xem. Rồi, để xem thử là mình hy vọng là nó vào đây. Ồ, vào. Rồi, ok luôn, nó đã vô rồi đúng không? Tức là mình đã lưu được cái ảnh vào trong cái folder cửa hàng điện tử rồi. Ok nha. Rồi thì tới đây thôi ha. Thì video sau mình sẽ bắt đầu viết cho hai cái API upload ảnh cho blog với lại cho cái thằng product luôn. Ok nha. À còn cái vụ mà chọn cái chọn à không, không cần lắm, thì mình chỉ giới thiệu cái template của thằng trang này, cứu con này cho anh em tham khảo thôi. Nếu anh em muốn code FE trước thì có thể tham khảo và code trước cái đó nha.